Tại Hà Nội, quỹ Rosa Luxemburg trong 6 quỹ chính trị lớn nhất của Đức vừa kỷ niệm 15 năm có mặt tại Việt Nam. Quỹ Rosa Luxemburg có 26 văn phòng quốc tế với hơn 400 đối tác trên toàn cầu. Kể từ khi thành lập văn phòng tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2009, Quỹ Rosa Luxemburg cùng với các đối tác địa phương đã không ngừng nỗ lực tạo ra những tác động tích cực và bền vững, thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược và lâu dài với các tổ chức như Viện Nghiên cứu Lập pháp, các viện, các trường đại học tại Việt Nam. Trong hơn 15 năm hoạt động tại tiểu vùng sông Mekong, Quỹ Rosa Luxemburg đã cùng các đối tác địa phương thuộc khối nhà nước và ngoài nhà nước triển khai các dự án hướng tới quá trình xây dựng và thực thi chính sách có sự tham gia tích cực hơn của các nhóm liên quan như công nhân, di cư, phụ nữ thiệt thòi, các nhà khoa học và tăng cường đối thoại quốc tế. Hiện tại, văn phòng đại diện tại Việt Nam của quỹ hoạt động với 3 trụ cột chính là công bằng xã hội, chuyển đổi sinh thái xã hội và chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ 21.